Thành công của series Wednesday ra mắt trên Netflix vào cuối năm 2022 đã đưa nhân vật Wednesday trở lại với một hơi thở mới. Đây không phải là lần đầu tiên nhân vật Wednesday xuất hiện trong lịch sử phim ảnh, nhưng là phiên bản lớn tuổi nhất của cô nàng này, bởi những phiên bản trước đó Wednesday chỉ tầm 9-10 tuổi. Nhân vật Wednesday của Netflix gợi lên nhiều sự liên tưởng tới Wednesday trong The Addams Family năm 1991, phiên bản được xem là thành công nhất về gia đình Addams và đưa cả nhà lên hàng biểu tượng của văn hóa Mỹ. Không khó để nhìn ra những nét tương đồng và mối liên hệ giữa cả hai Wednesday, hình dung họ là cùng một người trong hai giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Phiên bản 1991 là khi Wednesday còn là một cô bé 9-10 tuổi và Wednesday hiện tại đang giai đoạn dở dở ương ương của tuổi vị thành niên. Cụ thể, Wednesday phiên bản mới lớn này đã trưởng thành như thế nào so với đứa trẻ xui xẻo trước đó? Những thay đổi này là bước phát triển mới của hình tượng Wednesday hay là sự đi quá xa nguyên tắc và phá hỏng biểu tượng kinh điển của Hollywood một thời? Cùng với phim tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây. Những năm cuối thập niên 90, đầu 2000 là thời điểm vàng của những nàng công chúa bóng bẩy cùng phong cách Y2K nổi loạn và màu sắc. Gia đình Addams phiên bản năm 1991 đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà thời đại ưa chuộng lúc bấy giờ. Từ đó, Wednesday xuất hiện như một con cừu đen lạc loài mà cũng không kém phần nổi bật. Tạo hình của Wednesday Addams phiên bản năm 1991 mang đến một sự tương phản thú vị. Khuôn mặt trẻ con, dễ thương với hai bím tóc nhưng lại khoác lên mình chiếc váy đen viền cổ trắng đầy chỉnh tề, đóng cúc cao tới cổ và điểm nhấn là bộ móng tay đỏ rực. Tạo hình của Wednesday trong The Addams Family đã trở thành biểu tượng cho phong cách Gothic đầy ma mị trên toàn thế giới. Cô bé không cố gắng tạo ra sự đáng sợ mà chính bản thân Wednesday đã là một cá nhân đáng sợ. Điều này được thể hiện khi có ai đó hỏi rằng vì sao không hóa trang trong dịp Halloween. Wednesday tự hào trả lời tạo hình thường ngày của mình đã là của một kẻ sát nhân. Đậm chất Gothic, nghiêm túc và chỉn chu, ít có sự thay đổi trang phục đã tạo nên một nhân vật Wednesday Addams nhất quán về mặt hình ảnh trong lòng khán giả đại chúng. Cũng xuất hiện ở những tập đầu tiên với váy đen viền trắng mang tính thương hiệu, Wednesday năm 2022 lại có nhiều sự biến hóa về mặt trang phục hơn. Cô nàng diện cả hoodies, quần dài, giày thể thao, đầm dạ hội, thậm chí là cách tân tóc tết hai bên thành dạng búi sang trọng trong một phân cảnh tiệc tùng. Đạo diễn Tim Burton không muốn Wednesday của ông trở thành một cô gái đen tối điển hình mà phải dễ tiếp cận và thời trang hơn một chút. Vì vậy mà Tara MacDonald, người đứng đầu đội ngũ trang điểm và làm tóc, bắt đầu với ý tưởng không trang điểm quá nhiều cho Wednesday. Vẫn giữ nguyên những nét độc đáo của Wednesday trong phiên bản gốc, nhưng vẻ ngoài của nhân vật này mang tới một cú twist hiện đại để phù hợp với thế hệ ngày nay. Nhà thiết kế Tara đã không chỉ tham khảo từ bản vẽ gốc của Charles Addams hay những bộ phim cũ, mà còn nghiên cứu kiểu trang điểm trẻ trung ngày nay để tạo nên một Wednesday hoàn toàn mới. Sự tinh giản cũng là yếu tố làm nên một Wednesday 2022 đầy khác biệt. Làn da thiếu sinh khí ẩn hiện dưới đốm tàn nhang, đôi mắt trang điểm theo phong cách Gothic nhòe mờ, mang màu khói nhưng không quá đậm, hay phần tóc mái rủ xuống trán thay vì cột lên như phiên bản trước. Tất cả mang đến cho cô nàng một tạo hình vừa có nét hoài cổ mà cũng hiện đại trẻ trung. Ấn tượng về ngoại hình là một chuyện, nhưng điều khiến Wednesday trở thành biểu tượng là cách hành xử kỳ lạ và độc đáo riêng của cô nàng. Trong hai phiên bản năm 1991 và năm 1993, thời lượng xuất hiện của Wednesday không nhiều, nhưng ấn tượng của người xem về cô bé là những câu thoại chất như nước cất, đậm tính mỉa mai và hài hước đen tối. What game? It's called... Is there a God? Dù chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, nhưng Wednesday đã thể hiện rõ khả năng thao túng và dẫn dắt của mình qua lời nói. Phong thái điềm đạm, giọng nói đều đều, khuôn mặt bất biến không cảm xúc của cô tạo ra sự đáng tin cậy đến lạ lùng. Từ việc hù dọa em trai sắp bị bố mẹ cho lên đường, đến việc dẫn dắt một đám lạc loài phá hoại vở kịch và đốt luôn trại hè, sẽ thấy năng lực thống trị và sự nguy hiểm đã có từ trong bản chất của Wednesday. Chính sự thông minh thiên bẩm cùng vốn kiến thức khổng lồ về thế giới đã tạo cho Wednesday sự tinh danh và độc ác bậc nhất trong gia đình Addams. Cô bé vẫn có những hoạt động vui chơi đúng lứa tuổi của mình, như bày trò với em trai trong nhà, dù mấy trò này không được lành mạnh và an toàn cho lắm. Tuy nhiên, trong tiềm thức, Wednesday cho rằng bản thân mình có phần vượt trội hơn bất kỳ ai, vì thế mà cô nàng không quan tâm và cũng không cố gắng để tạo ra mối liên hệ nào với những người xung quanh. Trong hai phần phim của những năm 90, những nét tính cách được xây dựng cho Wednesday Addams đều thống nhất và ít có sự thay đổi, vì cô bé xem những hành động và suy nghĩ của mình là hoàn toàn bình thường. Quan trọng hơn cả, người nhà Addams đều ủng hộ và chấp nhận cư xử của Wednesday, thậm chí hành động của bọn họ cũng có phần kỳ quặc hơn cả cô. Trong series năm 2022, những điều dị thường của Wednesday đã không còn được nhà Addams xem là bình thường như trước, dẫn đến mâu thuẫn cực lớn giữa Wednesday và mẹ.
Nhiều người cho rằng sự thay đổi về thái độ của hai mẹ con là mất đi truyền thống yêu thương và tôn trọng nhau của gia đình Addams. Tuy nhiên, nếu đặt nhân vật Wednesday trong độ tuổi vị thành niên, giai đoạn mà con người ta luôn muốn nổi loạn, chống đối và thách thức, thì những gì diễn ra trong phim là khá hợp lý. Chính yếu tố này thúc đẩy cô nàng tách khỏi gia đình để chuyển sang một môi trường sống mới. Nơi đây đã tạo ra nhiều sự thay đổi ở Wednesday, khai thác những mặt sáng tối chưa từng thấy ở nữ quái này. Vẫn là một Wednesday thông minh, với thái độ tiêu cực và xem mình tốt hơn mọi người, nhưng ẩn sau đó là một sự nỗ lực để thoát khỏi cái bóng quá lớn của mẹ. Hành trình này cũng đem lại nhiều bài học cho Wednesday, chẳng hạn như nhận ra mình không phải là cái rốn của vũ trụ. Thay đổi lớn thứ hai của Wednesday là khả năng kết nối với mọi người xung quanh. Sự điềm đạm, thờ ơ mang tính biểu tượng của Wednesday dần dần thay đổi theo từng tập khi cô nhận ra những hành động của mình ảnh hưởng đến người khác, chẳng hạn như khi thấy Init khóc hay khi Javier thất vọng vì bị cô tống vào tù. Như vậy, một Wednesday cảm xúc, tôn trọng người khác hơn đã ra đời. Thay vì bỏ bê và lạc lõng với mọi người xung quanh, Wednesday này đã tìm thấy sự gắn kết nơi những người lạc loài và sẵn sàng bảo vệ điều đó bằng mọi giá. Đây được xem là sự thay đổi lớn nhất trong việc xây dựng hình tượng Wednesday mới. Lần đầu tiên, cô nhìn nhận hành động của mình là sai, cũng là lần đầu tiên cô để ý tới cảm xúc của người khác, dần từ bỏ lối sống thống trị để hòa đồng và gắn kết với cộng đồng hơn. Sự thay đổi này có thể sẽ nhiều người không thích, vì như thế đâu còn là Wednesday kiêu hãnh nữa. Nhưng cá nhân người viết lại đánh giá cao nước đi táo bạo này bởi chấp nhận những phần yếu đuối và thiếu sót của bản thân là bước đầu tiên trong hành trình trưởng thành, đặc biệt với một cô nàng ngổ ngáo như Wednesday. Mang những nét tính cách quá đỗi thú vị, Wednesday luôn là một nhân vật khiến nhiều người bàn tán và thích thú về cô ấy. Quay trở lại khi Charles Addams lần đầu tiên tạo ra Wednesday, hình dung của tác giả về nhân vật này là một cô bé đáng thương với đôi mắt buồn, tương phản hoàn toàn với sự điên loạn của những thành viên còn lại trong gia đình dị biệt. Màn hóa thân ấn tượng của Christina Ricci trong vai Wednesday đã thay đổi hoàn toàn hình dung về cô bé lập dị này. Từ đứa trẻ đau buồn, cô Tư trở thành một trong những thành viên tàn ác và tinh quái nhất trong gia đình Addams. Wednesday của những năm 90 đã thành công trong việc trở thành một biểu tượng điện ảnh. So với những bộ phim sitcom trước đó, trẻ em thường chỉ là công cụ gây cười, được xây dựng đơn giản hơn là được đào sâu với những đặc điểm, tính cách riêng. Wednesday thì khác, dù xuất hiện không nhiều nhưng rõ ràng cô có sự nổi bật và đậm tính cá nhân. Nhìn chung, Ricci đã biến Wednesday Addams trở thành một nhân vật thực sự, chứ không chỉ là một trong hai đứa trẻ không thể gọi tên. Trong khi đó, Wednesday phiên bản hiện đại với phần hóa thân của Jenna Ortega lại trở thành biểu tượng của Gen Z thời đại mới. Wednesday ngày nay trải qua nhiều thử thách rất dễ đồng cảm, chẳng hạn như sự bất đồng giữa cha mẹ và con cái, nạn ma cũ bắt nạt ma mới tại trường học hay sự tò mò, ham thích khám phá những bí ẩn trong cuộc sống. Cảnh khiêu vũ mang tính biểu tượng do chính Jenna tự biên đạo được xem là điểm nhấn tuyệt vời trong màn hóa thân thành Wednesday năm 2022. Điệu nhảy là hiện thân hoàn hảo cho mọi thứ mà Wednesday đại diện, sự hoang dã, kỳ lạ, đáng sợ mà cũng đầy cuốn hút. So với những phiên bản khác của Wednesday, cô nàng trong series của Netflix có sự biến hóa và thay đổi lớn nhất. Lần đầu tiên, một câu chuyện về gia đình Addams lại thúc đẩy Wednesday trở nên hòa nhập và kết nối với người khác. Sẽ có nhiều so sánh, tranh cãi về sự thay đổi của Wednesday. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng mỗi bộ phim nên được sống cuộc đời riêng của nó. Nếu tách ra khỏi những gì chúng ta biết về gia đình Addams, thì cách xây dựng nhân vật chính Wednesday trong độ tuổi teen thật sự tạo nên đồng cảm. Ta thấy một Wednesday không còn quá xa vời mà gần gũi với người lớn hơn. Sau tất cả, mỗi người đều sẽ có hình tượng nhân vật của riêng mình. Những phiên bản khác nhau của Wednesday dù sao cũng chỉ là góc nhìn cá nhân của các nhà làm phim về nhân vật, không có đúng sai mà tùy vào sở thích và quan điểm của người xem. Các bạn nghĩ sao về sự thay đổi và cách xây dựng nhân vật Wednesday trong series mới này? Wednesday trong phiên bản nào để lại ấn tượng trong lòng bạn? Chia sẻ ở phía bên dưới và bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. May the force be with you. As time goes by. Hasta la vista, baby.